Chiều ngày 16 tháng 7, Ủy ban nhân dân xã Bình Khê đã tổ chức khai mạc giải bóng đá nam nữ năm 2020. Dự và động viên giải có đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Tham dự giải có 16 đội bóng với 204 cầu thủ đến từ 9 thôn và 2 đơn vị trên địa bàn xã. Các đội bóng sẽ thi đấu vòng loại, chọn đội nhất nhì ở hai nội dung trên để tham gia thi đấu trận chung kết. Giải bóng đá nam nữ xã Bình Khê năm 2020 được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ 25, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra hai trận thi đấu, đội bóng đá nam thôn Trại Thông gặp đội bóng đá nam thôn Trại Mới A, đội bóng đá nữ thôn Phú Ninh gặp đội bóng đá nữ thôn Trại Thông. Với tinh thần đoàn kết, các cầu thủ đã thi đấu hết sức nhiệt tình và cống hiến nhiều pha bóng đẹp nên nhận được sự cổ vũ của đông đảo người xem.